Sự tăng lên về số lượng các tế bào của cơ thể được thực hiện bởi quá trình nguyên phân. Khoảng thời gian giữa hai lần phân bào được gọi là chu kỳ tế bào, gồm một chuỗi các sự kiện có trật tự từ khi một tế bào phân chia tạo thành hai tế bào con cho đến khi các tế bào con này tiếp tục phân chia. Quá trình này liên quan đến sự biến đổi của nhiễm sắc thể. Chu kỳ tế bào gồm: Kỳ trung gian. Chiếm phần lớn chu kỳ tế bào, khoảng 90% thời gian chu kỳ tế bào là thời kỳ diễn ra các quá trình tổng hợp vật chất cần thiết chuẩn bị cho sự phân chia tế bào, trong đó sự kiện quan trọng nhất là sự nhân đôi của ADN, nhiễm sắc thể. Được chia thành 3 pha: pha G1, pha S và pha G2. Pha G1 là thời kỳ sinh trưởng chủ yếu của tế bào, diễn ra sự tổng protein và tăng tế bào chất, làm tăng kích thước và khối lượng tế bào. Pha S, ở pha này diễn ra sự nhân đôi ADN từ đó nhân đôi nhiễm sắc thể làm nhiễm sắc thể từ trạng thái đơn chuyển sang trạng thái kép. Ở tế bào động vật, sự nhân đôi trung tử cũng diễn ra ở pha này. Pha G2 diễn ra trong thời gian ngắn, tiến hành tổng hợp các chất còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở các sinh vật nhân thực, xảy ra ở tất cả các loại tế bào trừ tế bào sinh dục chính. Là hình thức phân bào nguyên nhiễm các tế bào con được giữ nguyên số lượng số nhiễm sắc thể so với tế bào mẹ nguyên phân gồm hai giai đoạn phân chia nhân và phân chia tế bào chất quá trình phân chia nhân quá trình phân chia nhân có thể được chia thành bốn kỳ kỳ đầu kỳ giữa kỳ sau kỳ cuối kỳ đầu nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn tế bào chứa hai n nhiễm sắc thể kép trung tử tiến về hai cực của tế bào thoi vô sắc hình thành mạng nhân và nhân con biến mất kỳ giữa nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại có hình dạng và kích thước đặc trưng cho loài tế bào chứa 2 n nhiễm sắc thể kép nhiễm sắc thể kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc kỳ sau mỗi nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động hình thành hai nhiễm sắc thể đơn đi về hai cực của tế bào kỳ cuối các nhiễm sắc thể đơn giãn xoắn dần tế bào chứa 4 n nhiễm sắc thể đơn màng nhân và nhân con xuất hiện thoi vô sắc biến mất. Quá trình phân chia tế bào chất Sau khi hoàn tất việc phân chia nhân, tế bào chất bắt đầu phân chia thành hai tế bào con. Kết quả hình thành hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống hệt mẹ. Sự phân chia tế bào chất diễn ra khác nhau đối với tế bào động vật và tế bào thực vật. Đối với tế bào động vật, phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phẳng xích đạo, hình thành eo thắt. Đối với tế bào thực vật, Phân chia tế bào chất bằng cách hình thành vách ngăn từ trong ra tại vị trí mặt phẳng xích đạo.